Những người học cách sử dụng năng lượng để gây hại cho người khác, đây sẽ là nghiệp quả nặng nhất. Bạn không bao giờ lạm dụng điều này, bởi vì ảnh hưởng của hành động này đi rất sâu vào trong bạn. Các bạn phải hết sức chú ý rằng bạn không bao giờ cố gắng sử dụng khả năng này để chuyển hóa, để làm việc khác. Tất nhiên, một số bạn nghĩ rằng mình sẽ làm được điều tuyệt vời khi chữa bệnh cho người khác bằng cách can thiệp vào cuộc sống của ai đó theo một cách khác. Không, đây sẽ là loại nghiệp tồi tệ nhất mà bạn thực hiện. Bởi vì một khi bạn cố gắng sử dụng năng lượng của mình mà bạn vẫn còn khả năng tức giận, bạn còn khả năng vạch ra ranh giới của cái gì là bạn và cái gì không phải là bạn, cái gì là của bạn và cái gì không phải là của bạn. Khi những điều này vẫn còn, bạn không bao giờ nên thử làm bất cứ điều gì bằng năng lượng. Nếu mỗi khoảnh khắc của cuộc sống bạn giải được một câu đố về nhân quả, 90%, 10% còn lại tôi ở đó. 90% nghiệp quả của bạn có thể được quản lý với điều này. Karma, nghiệp, có nghĩa là hành động, có 4 loại hành động: vật chất, tinh thần, cảm xúc và năng lượng. Trong tất cả những điều này, hành động về mặt năng lượng là hành động quan trọng nhất, lâu dài nhất và giải phóng nhất. Nếu bạn làm đúng cách, nếu bạn làm điều đó sai cách, hành động năng lượng không đúng đắn có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một người, hơn hẳn các hành động thể chất không đúng, hành động tinh thần không đúng, hành động cảm xúc không đúng. Vậy ý tôi là gì khi nhắc đến hành động năng lượng không đúng đắn? Có một điều là thật không may, tôi đã phải chứng kiến một vài điều. Điều mà tôi không muốn chứng kiến: một số người đang cố lạm dụng một chút linh hoạt trong năng lượng đi kèm với một số bài thực hành yoga, hoặc đặc biệt là một quá trình khai mở nhất định. Có một số người quá thông minh. Khi mà bạn khai mở họ, khi nó còn mới, khi họ đang bùng nổ với năng lượng, họ muốn sử dụng nó cho việc khác, họ muốn dẫn truyền nó để gây ấn tượng với hàng xóm của họ, hoặc kiếm tiền từ nó, hoặc theo cách nào đó sử dụng nó. Những gì được trao tặng cho họ vì sức khỏe và hạnh phúc của họ, họ lại cố gắng làm khác đi. Điều đó có thể xảy ra. Hoặc một ví dụ tốt hơn sẽ là: hãy xem, có nhiều cách bạn có thể thực hiện hành động tiêu cực. Có một điều là, giả sử bạn ngồi đây và nghĩ rằng ai đó mà bạn không thích phải chết, hoặc bạn thậm chí đã nghĩ cách để giết họ. Nó có một mức độ tác động nhất định đến bạn. Ở một mức độ khác, bạn đã có một suy nghĩ, nhưng không chỉ là một suy nghĩ, một cảm xúc mạnh mẽ. Bây giờ nó có tác động sâu sắc hơn đến bạn. Bạn đã hành động theo suy nghĩ và cảm xúc này, và bạn thực sự đã thực hiện hành động đó, thì nó sẽ có tác động sâu hơn nữa đến bạn. Bây giờ, bạn hiểu rằng nếu bạn thực hiện những hành động này, có thể có hậu quả. Vì vậy bạn đã tìm ra một cách khác. Bạn đã tìm thấy người sẽ thực hiện, sẽ thực hiện một số loại hành động năng lượng nhất định, mà qua đó, người mà bạn không thích sẽ chết. Có cả một môn khoa học như vậy. Một loại Veda trong số 4 Veda dành riêng cho việc này, đó được gọi là Atharvana Veda, nơi mà học cách sử dụng năng lượng cho lợi ích của cá nhân và hãm hại người khác. Bạn đã nghe nói về những từ như ma thuật đen, Vodo và vân vân, Pili Sonyam và bất cứ từ gì khác bạn gọi nó, nơi mà mọi người học cách sử dụng năng lượng để hãm hại người khác. Một khi bạn dùng năng lượng cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác vì một số lợi ích cá nhân, đây sẽ là nghiệp tồi tệ nhất. Bởi vì ảnh hưởng của hành động này đi rất sâu vào trong bạn. Bởi vì bạn đang sử dụng năng lượng của bản thân để làm điều này. Đây là lý do tại sao ngay cả để khai mở bạn vào một quá trình đơn giản như Sambhavi, tôi yêu cầu bạn thực hiện bước này để trở thành một người mẹ với thế giới, để bạn không bao giờ lạm dụng điều này. Bạn nhìn tất cả mọi người như một phần của chính mình. Bởi vì việc nâng cao năng lượng
phải đi kèm với ý thức trách nhiệm sâu sắc. Việc nâng cao năng lượng phải xảy ra cùng với một phương diện sâu sắc hơn của sự bao dung. Nếu thiếu đi sự bao dung hợp nhất mà bạn sử dụng năng lượng, đây sẽ là nghiệp nặng nhất. Vì vậy, những ai trong các bạn nhận thấy một số thay đổi mạnh mẽ xảy ra trong cuộc sống của mình do quá trình khai mở, các bạn phải chú ý, các bạn phải hết sức chú ý rằng bạn không bao giờ cố gắng sử dụng khả năng này để chuyển hóa, để làm việc khác. Tất nhiên, một số bạn nghĩ rằng mình sẽ làm được điều tuyệt vời khi chữa bệnh cho người khác bằng cách can thiệp vào cuộc sống của ai đó theo một cách khác. Không, đây sẽ là loại nghiệp tồi tệ nhất mà bạn thực hiện. Bởi vì một khi bạn cố gắng sử dụng năng lượng của mình mà bạn vẫn còn khả năng tức giận, bạn còn khả năng vạch ra ranh giới của cái gì là bạn và cái gì không phải là bạn, cái gì là của bạn và cái gì không phải là của bạn. Khi những điều này vẫn còn, bạn không bao giờ nên thử làm bất cứ điều gì bằng năng lượng. Bởi vì đây sẽ là nghiệp có ảnh hưởng nhất mà bạn sẽ làm. Đây là lý do tại sao ngay cả với bài tập cơ bản của Sambhavi, để khai mở bạn, bạn phải trở thành một người mẹ của thế giới. Và đây cũng là một cách tuyệt vời để đánh bại nghiệp của bạn. Nếu mỗi giây phút của cuộc đời, nếu bạn sống với một cảm xúc bao dung hợp nhất từ việc làm mẹ với cả thế giới, không phân biệt cái gì là của mình, cái gì không là của mình. Ngay bây giờ, bạn không thể ngừng phân biệt cái gì là bạn và cái gì không là bạn. Nhưng ít nhất những gì là của bạn và những gì không phải của bạn, nếu bạn lấy điều đó đi, bạn đã giải được câu đố nhân quả. 90%, tin tôi đi, 90% tất cả các phương diện của nghiệp, bạn đã giải được câu đố đó. 10% còn lại, tôi ở đó. Chào mừng các bạn đến với kênh Sát Guru Lòng Tiếng, nơi tìm về chính mình.